Hello anh em, lại là mình đây, Cường Cà Lơ anh em đây. Thì hôm nay Anna cho quay lại cái vòng quay nhà thơ này anh em. Chỉ từ chính kim cương thôi. Thì lúc trước trong sự kiện của vòng quay nhà thơ thì nó nằm trong vòng quay đá kiểu đá quý anh em, khá là chát. Mình khá là thích cái bộ này. Nhưng mà lúc trước thì không có máu để chơi. Thì bây giờ trong vòng quay này thì nó ổn định hơn rồi anh em. Đây, 500, 800, 1k, 1k2, 500 này, 800, 1k, 1k2, 1k3, 1k3, gần 1k4 kim cương anh em. Một cái này thì ok thôi, 1k4 kim cương. Ok, thì hôm nay có thêm cái xíu quay này sao nha nè. Thêm cái dòng quay vũ khí nữa nè anh em. KG36, tầm xa độ chính xác khá là đẹp anh em. Ok, hiệu ứng khá là ngon. Anh em nhớ kéo xuống nhiều xin một like nha. Cho nên cái kênh này, cái kênh ủng hộ mình, nó luôn chuông thông báo nha anh em. Cảm ơn anh em. Ok. Vinh trình diễn đi nào. 24 giờ cũng được. Nâu hớp rồi nè. Được 24 giờ rồi đây. Cậu đó thì có hai chế độ bắn, cậu đầu tiên có thể đổi, anh em mình có thể đổi chế độ bắn. Chúng được kia là 94 công nghệ. Ý. Holy. À, ngon như cơm mẹ nấu anh em à. Ok. Sáng sớm về khá là ngon rồi anh em. Ổn định, ổn định. Ok. Vũ khí vô ngoài nhà thơ. Một cái máy kim cương, một cái tư kim cương hả? Thì cái này là một cái tư kim cương, sẽ quay luôn cho anh em xem. Và được cái quả bụp keo, một cái ba lô với một khá đồ. Thời thì cũng ok đó. Không là nó sẽ trúng sớm hơn là tới cái móc cuối cùng. Ok. Đến lúc phải trúng rồi đó Gagana. Trúng được rồi. Thôi nào. Hình. À. Nhân phẩm vẫn như thế thôi đi. Ok, nhân phẩm chỉ đến đó thôi. Thì có sự kiện luôn, sự kiện nạp kim cương, nhận cái lưỡi hái nữa nè. Lúc trước thì nó nằm trong vòng quay. Hôm nay thì anh em mình đăng nhập 7 ngày thì nhận thôi. Ok. Khá là ngon ha. Vũ khí gì nè. Súng trường. Đây. Anh đã chính tự thì dính được tiệm khẩu này. G36. Khẩu này thì đẹp anh em. Đẹp. Tầm xa, độ chính xác thì cũng ok thôi. Không đến nỗi mạnh nhưng mà cũng ổn rồi. Giảm băng đạn gì nữa không có ảnh hưởng mấy đâu nè. Ok, mình sẽ test nhanh cho anh em. Đây là bộ nhà thơ của Binzy. Khá là đẹp. Mình sẽ mặc cái bộ này một thời gian khá là dài đây. Lúc trước thì không có điều kiện để mình lấy. Bây giờ thì nó nằm trong vòng quay bay màu. Lúc trước không phải là không lấy được, nhưng mà kiểu như không chắc chắn anh em. Mình thì mình thích gì chắc chắn hơn. Đây là cho tấn công. Để tấn công thì mình sẽ bắn nhanh hơn. Bắn nhanh hơn nhưng mà cái tầm xa của nó sẽ thấp một tí. Thì đội tấn công thì nó bắn như một khẩu súng tiểu liên anh. Tiểu liên mà kiểu tiểu liên quên lấy súng cận chiến theo rồi. Đây là chế độ tầm xa
xa. Ở tầm xa thì nó bắn ngon lắm anh em. Tầm xa thì nó bắn kiểu như thì đúng như cái tên của nó mà, nó sẽ bắn tầm xa. Đây là chế độ tấn công. Tấn công nó bắn khá là gắt ở cái tầm gần đó nè. Tầm gần bắn nó sẽ không có khác gì khỏi tiểu liên bao nhiêu đâu. Cái khẩu này nó tăng thêm độ chính xác nữa. Thằng này nó bị lên mình 3 lần, nó mới giết 2 lần nó vẫn dí mình. Thằng tính này kỳ. Khẩu này có cái tính đa dụng của nó khá là cao anh em. Còn đó bộ nhà thơ của Vinci. Chết mình à. Ôi trời. Sẽ test thêm mạng này nữa nha anh em. Tranh thủ ăn sáng đi làm. Ok. Anh em thấy cái bộ đồ cũng như là cái khẩu súng này nó như thế nào, để lại dưới phần bình luận nha anh em. Ok. Cảm ơn anh xem hết video. Nếu thấy nhớ cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ mình. ID Boya anh em có thể thấy trên màn hình đó. Nhớ theo dõi giúp mình nha anh em. Cảm ơn anh em. Bye bye, hẹn em ở video tiếp theo. Bye bye.